Loại rau rẻ tiền có đầy trong vườn người Việt này lại là thần dược trên thế giới. Không phải ai cũng biết đến những tác dụng to lớn của loại rau quen thuộc được các chuyên gia hàng đầu thế giới khuyên dùng này. 1. Giảm cholesterol. Rau muống là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân và giảm cholesterol tự nhiên. Một nghiên cứu được tiến hành trên chuột đã chứng minh rau muống còn giúp hạn chế chỉ số mỡ máu. 2. Điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Rau muống được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền Ấn Độ để điều trị vàng da và các vấn đề về gan. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng loại rau này giúp chống lại các hóa chất gây hại và quá trình oxy hóa nhờ enzyme giải độc, đồng thời loại bỏ các gốc tự do. 3. Điều trị thiếu máu. Với hàm lượng sắt cao, rau muống rất có lợi cho những người bị thiếu máu cũng như phụ nữ mang thai. Sắt là khoáng chất quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là các tế bào máu đỏ để hình thành hemoglobin. 4. Điều trị chứng khó tiêu và táo bón. Rau muống giàu chất xơ nên là phương thức tự nhiên giúp hỗ trợ và điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa. Đặc tính nhuận tràng của loại rau này mang nhiều lợi ích cho những người bị chứng khó tiêu và táo bón. Ngoài ra, rau muống còn được sử dụng để điều trị nhiễm dung đường ruột rất hiệu quả. 5. Phòng tránh bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn rau muống thường xuyên giúp phát triển các chất đề kháng chống lại bệnh tiểu đường. Đồng thời, nó cũng được sử dụng để điều trị tiểu đường thai kỳ. 4. Ngăn ngừa bệnh tim. Rau muống chứa nhiều dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, C và beta carotene. Chúng đóng vai trò quan trọng giúp làm giảm các gốc tự do chống oxy hóa cholesterol. Ngoài ra, folate trong rau muống giúp chuyển đổi homocysteine, một loại hóa chất khi ở mức độ cao có khả năng gây đau tim hoặc đột quỵ. Khoáng chất magie trong rau muống giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim. 7. Phòng tránh ung thư. Với 13 hợp chất chống oxy hóa khác nhau, một chế độ ăn thường xuyên có rau muống là phương pháp hiệu quả để phòng ngừa các loại ung thư như ung thư trực tràng, dạ dày, ung thư vú hay ung thư da. Các chất này có tác dụng loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, giúp thay đổi điều kiện sinh sôi của các tế bào ung thư và tăng cường môi trường tế bào tự nhiên. 8. Có lợi cho mắt. Rau muống rất giàu carotenoid, vitamin A và lutein, những dưỡng chất cần thiết giúp bảo vệ đôi mắt. Nó cũng làm tăng nồng độ glutathione, hợp chất đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. 9. Tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Ăn rau muống thường xuyên giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, thúc đẩy xương phát triển, góp phần tăng cường sức khỏe bằng cách trung hòa và loại bỏ độc tố. 10. Chữa đau bụng kinh, đau răng, khó ngủ, sốt. Ngoài những lợi ích nêu trên, rau muống còn có rất nhiều hiệu quả khác như điều trị đau bụng kinh, đau răng, chảy máu mũi, v.v. Nó cũng là loại thuốc an thần cho những người mất ngủ hoặc khó ngủ, thúc đẩy nôn trong trường hợp bị ngộ độc. Bên cạnh đó, bạn có thể hạ sốt bằng cách sử dụng thấm nước ép rau muống vào miếng gạt lạnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm năm bị đau xương khớp lâu ngày cũng sẽ khỏi nhờ nắm lá này. Mồng tơi là một món ăn dân dã quen thuộc đối với nhiều người trong những ngày hè oi nóng. Ngoài công dụng giải nhiệt, nhuận tràng thì loại rau này được ví như thần dược, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp lâu ngày, hiệu quả được nhiều người áp dụng và đã thành công. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hướng dẫn cách chữa bệnh chuẩn nhất nhé. Công dụng chữa lành đau nhức xương khớp bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, có tác dụng trị được nhiều bệnh lý khác nhau như táo bón, đái dắt, tiểu tiện không thông, cầm máu, yếu sinh lý. Nhưng dừng lại ở đó, mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng rau mồng tơi có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho bệnh nhân rất an toàn và hiệu quả. Theo đông y, chứng đau nhức xương khớp thuộc phạm vi chứng tý. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do vệ khí của cơ thể không đủ, làm các tà khí phong hàn,
thấp và nhiệt xâm nhập vào gân, cơ, xương khớp, kinh lạc dẫn đến sự vận hành của khí huyết tắc lại, gây sưng đau các khớp. Đối với người cao tuổi có càng thận hư hoặc bệnh tật lâu năm khí huyết giảm sút, xương khớp bị thoái hóa, teo cơ, biến dạng và dính khớp. Có rất nhiều cách để chế biến món ăn ngon, bổ dưỡng từ rau mùng tơi. Ấy thế nhưng, để chữa bệnh đau nhức xương khớp, thì bạn nên nấu canh xương móng giò với mồng tơi mới phát huy tác dụng trị bệnh. Hướng dẫn cách nấu canh giò mồng tơi trị đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: mồng tơi, chân giò và rượu trắng là những nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món canh ngon trị bệnh xương khớp. Rau mồng tơi 1 mớ, móng giò 1 cái, rượu gạo 1 chén. Cách chế biến: bước 1, đem móng giò hơi qua trên lửa để làm cháy sạch các sợi lông, hoặc bạn có thể dùng dao làm cạo, lọt móng và rửa thật sạch. Bước 2, cho xương vào nồi, đổ ngập nước, cho một thìa muối rồi luộc sơ qua. Khi nước sôi, bạn đem nồi nước xương đổ nước đi, rửa sạch xương. Bước 3, cho chảo lên bếp, phi thơm hành khô với chút dầu ăn và mắm rồi cho xương, hạt nêm, mì chính, muối bột canh vào xào trong 5 phút. Sau đó đổ nước lạnh sạch vào, ninh sôi, bạn nhỏ lửa. Để ninh xương nhanh, bạn có thể thêm 1-2 viên đá hoặc nước soda vào nồi. Trong thời gian ninh xương, bạn nhặt rau mồng tươi, rửa sạch và thái nhỏ theo sở thích. Bước 4, khi xương đã chín đều, bạn vặn lửa to lên và cho rau mồng tơi vào khoảng 3-4 phút cho nhừ rau. Trước khi nhấc nồi canh xuống, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng, hãy đổ một chén rượu vào và quấy đều, dùng canh còn nóng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rau muống kết hợp với thực phẩm này sẽ trở thành bài thuốc chữa ba bệnh nguy hiểm. Đông y cho rằng nếu chỉ luộc, xào hay nấu canh thì chúng ta vô tình đã bỏ lỡ ba bài thuốc tuyệt vời để chữa các bệnh về huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu. Chuyên gia gọi rau muống là khắc tinh của bệnh tam cao. Rau muống là món ăn phổ biến của người Việt bởi đây là thực vật dễ trồng, phổ biến hầu hết ở các địa phương. Trước đây, rau chỉ được trồng theo mùa, nhưng giờ có thể tìm mua được quanh năm, kể cả khi trái vụ. Theo nghiên cứu của Đông y, rau muống không chỉ đơn thuần là một món ăn, nó còn là một vị thuốc nếu chế biến đúng cách. Công dụng của rau muống. Theo Đông y, rau muống có tác dụng giải cảm nắng, bù nước, thanh nhiệt, giải độc, cầu máu nhanh, làm mát máu, nhuận tràng, thông tiện. Trong sách Nam Phương Thảo bản trạng Trung Quốc còn ghi rằng đây là loại rau kỳ lạ, có thể kích ứng với khẩu của nhiều người, chữa bệnh không kém gì dược liệu. Cụ thể, rau muống có tác dụng chữa bệnh trĩ, đi ngoài có máu trong phân, bị rắn cắn, nhiễm trùng, khô dịch tiết âm đạo, ngộ độc thực phẩm. Thông thường, người bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, trẻ em chảy máu cam, nên ăn canh rau muống nhiều hơn để tăng cường hiệu quả điều trị. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, rau muống giàu chất cellulose, lenin và pectin. Trong đó, pectin có thể thúc đẩy sự bài tiết các chất độc hại thanh lọc cơ thể hữu hiệu. Trong khi lenin có thể giúp cải thiện sức sống của vi khuẩn tốt, chúng sẽ tiêu diệt vi khuẩn xấu và chống viêm. Ngoài ra, rau muống có thể ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa, nhuận tràng nhanh và đẩy mạnh nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm ung thư ruột một cách rõ ràng. Món rau giản dị này còn chứa rất nhiều vitamin và carotin giúp tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rau muống có đủ bằng chứng chứng minh rằng nó làm giảm lượng đường trong máu, là món rau ăn kiêng tốt cho người bị tiểu đường. 1. Rau muống, trứng gà, chữa hạ huyết áp. Những người bị huyết áp cao nên nấu rau muống cùng với trứng gà. Cách làm như sau: rau muống nhặt rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, trứng đập ra bát, đánh nhuyễn cùng chút gia vị, làm nóng chảo với chút dầu mỡ, xào trứng, vừa vón thành khuôn, chưa chín hẳn thì cho rau muống vào xào.
Rau chín thì thêm chút gia vị và ăn khi nóng ấm. 2. Rau muống, thịt gà giảm hấp thụ cholesterol. Người mắc bệnh mỡ máu cao, tỷ lệ cholesterol trong cơ thể cao hoặc thể trạng dễ hấp thụ cholesterol là đối tượng được khuyến cáo nên ăn nhiều hơn món này. Cách làm như sau. Rau muống rửa sạch các khúc vừa ăn, thịt thái mỏng, cho dầu vào chảo nóng vừa, thêm ít tỏi băm vì thơm. Xào thịt gà nhanh tay trên lửa to vừa. Khi thịt gà gần chín thì cho thêm chút gia vị đảo đều. Tiếp tục thêm rau muống vào xào. Rau chín thêm chút gia vị rồi ăn nóng. 3. Rau muống, rau ngô giảm lượng đường trong máu. Người có thói quen ăn đồ ngọt nhiều, người có thể trạng hấp thụ nhiều đường, rất dễ sinh ra bệnh đường huyết. Món ăn này có thể giúp bạn cải thiện lượng đường trong máu một cách an toàn, đơn giản. Cách làm như sau. Chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân khoảng 60g, rau ngô 30g, thêm nước vừa đủ, nấu thành món canh. Chắc nước canh để uống 2-3 lần một tuần. Món ăn này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác dụng chữa bệnh tuyệt diệu của lá mơ long. Lá mơ long không chỉ là gia vị mà còn là bài thuốc chữa bệnh từ dân gian rất hiệu nghiệm. Lá mơ long có màu khá đẹp, một mặt là màu tía, một mặt màu xanh, có nhiều lông nhỏ trên các gân lá. Đây không chỉ là một loại rau ăn kèm mà còn là vị thuốc hay có sẵn trong vườn nhà và có công dụng tốt với nhiều loại bệnh khác nhau. Lá mơ long 150g, bắp bộ, cỏ măng trầu, rễ chanh, cỏ nhỏ nồi, rau má, mỗi vị 250g, cam thảo dây 150g, tràng bì 100g, gừng 50g, đường kính vừa đủ. Cho vào 6 lít nước, trộn lẫn rồi đun sôi còn 1 ít, chia ra ngày uống 2-3 lần. Chữa chứng phong thấp. Nên dùng rễ hạt dây mơ long 30-50g, sắc uống với một chút rượu. Để chữa nhọt sau lưng, dùng 50g dây mơ long tươi, sắc uống, bên ngoài lấy lá giả nát đắp. Chống co giật. Nghiền nát khoảng 15-60g lá tươi, thêm một bát nước ấm và một tí nước, khuấy đều và vắt lọc để lấy nước và uống trước bữa tối. Viêm tai ở trẻ nhỏ. Khi tắm cho trẻ nhỏ, có thể vô tình bị nước rơi vào tai, gây viêm và mưng mủ. Người ta gọi là viêm tai giữa, chảy mủ. Khi bị viêm tai giữa, trẻ thường sốt cao, quấy khóc. Trong trường hợp này, lấy lá mơ long hơ trên lửa cho nóng, sau đó vò lá và nhét vào tai trẻ. Để qua đêm đến sáng hôm sau, lá mơ sẽ giúp hút hết mủ ra. Khi trẻ nhỏ hết đau, trẻ sẽ ngủ ngon. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Hoàn toàn không cần dùng đến xạ trị, ung thư giai đoạn cuối cũng được chữa khỏi hoàn toàn từ hai nguyên liệu trong vườn nhà này. Lá xả và đu đủ là hai loại lá thân thuộc với chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết công dụng chữa trị ung thư của hai loại lá này kết hợp với nhau đâu nhé. Cùng đọc và tham khảo câu chuyện có thật về chữa trị ung thư giai đoạn cuối dưới đây nhé. Cách đây hơn 2 năm, anh em VHV trường Võ Bị, Đà Lạt nhận được hai tin không vui về cựu giáo sư anh Phùng Văn Bộ và Việt Kiều Canada đang gặp phải. Sau xét nghiệm cuối cùng về y khoa ở bệnh viện ở Canada, anh đã nằm viện mấy tháng. Khối u gan trên 4cm đã được sử dụng kỹ thuật cao chặn đứng sự di căn bằng cách cắt, cô lập các mạch máu nuôi u và đưa thuốc vào nội tạng gan để cô lập. Anh Bộ sinh năm 1933, nay đã trên 80 tuổi, không đủ sức chịu đựng nên mất sức nhanh, tóc rụng và đứng đi không nổi.
Bệnh viện cũng cho anh hay với hiện trạng sức khỏe, anh khó vượt qua nổi 6 tháng. Trước năm 2009, anh Phùng Văn Bộ từng bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Bệnh viện đề nghị giải phẫu, anh không chịu cho mổ, cố chịu cảnh đái rất vì thấy mình cũng tuổi già, không nên đụng vào dao kéo làm gì. Vừa ung thư gan, vừa tiền liệt tuyến, cả hai đều là ung thư nguyên phát. Vừa được y khoa tiến triển của Tây y báo tử, do anh không đủ sức chịu nổi, xạ trị và cắt ca dao kéo. Vốn là thầy thuốc châm cứu và hiểu rõ y lý Đông Phương, hơn nữa cũng sẵn tâm thượng đạo sinh tử lẽ thường, anh trở về Việt Nam, Vĩnh Long, thử chữa theo cách của mình. Dẫu sao, dù mình những ngày cuối đời ở quê nhà vẫn là hạnh phúc. Anh Phạm Kế Viêm, một giáo sư toán nổi tiếng, người suốt đời nghiên cứu tử vi và bạn VHV Đà Lạt với anh Bộ, gửi thư động viên anh giữa năm 2011. Cái rủi mất tiền đầu tư sai chỗ ở Việt Nam của anh biết đâu là của đi thay người, gắn cho anh một cái bệnh nan y này. Nếu anh qua được năm này, tôi tin anh sẽ còn thọ, sẽ tốt. Tất cả anh em VHV đều tin rằng anh Viêm chỉ an ủi. Còn việc anh Bộ về quê với ung thư gan giai đoạn cuối, tóc rụng, chân rung, đi một bước có người dìu đỡ, đưa được thân xác tàn tạ về quê hương những ngày cuối đời đã là điều quý. Vậy mà hôm qua, ngày 2 tháng 4 năm 2013, hay tin anh Phùng Văn Bộ từ Vĩnh Long lên Sài Gòn để về Canada. Tôi và anh Diệp VHV đến thăm anh và tôi không thể tin ở mắt mình. Một ông già 80 tuổi chắc nịch, mắt sáng, dáng đi cứng cáp, bước lên xuống cầu thang gác đón tôi và anh Nguyễn Văn Diệp như là một trung niên hán tử. 2 năm qua, anh đã chữa trị ung thư bằng cách nào mà mới ngày nào tôi gặp anh? Xin lỗi, tôi nghĩ anh không qua được 6 tháng, tôi hỏi. Bệnh viện Canada nó cho mình bản án báo tử, mình về quê hương còn nước còn tát, mình chỉ kiên trì một thứ thuốc, đó là nước trà lá đu đủ với xả, uống thay mọi thức uống. Chỉ có vậy, mình muốn nói với các bạn, lấy kinh nghiệm bản thân của mình mà nói cho mọi người, giúp ai được thì mừng nấy các bạn ạ. Anh Bộ nhấn mạnh cách chữa trị ung thư của anh như sau. Ung thư gan, nội tạng, phổi đều sử dụng trà đu đủ và xả chữa trị được. Nhưng cũng tùy tạng người, có người chữa dứt, có người được giai đoạn đầu biến chuyển nhanh, nhưng sau đó chậm. Ung thư gan thì tôi thấy biến chuyển rõ rệt. Tôi dùng trà lá đu đủ và xả trong 2 năm, nay đi tái khám và xét nghiệm thì đã hoàn toàn hết sạch, bướu trong gan cũng như hết xương tuyến tiền liệt. Tôi chỉ vẽ nhiều người ở dưới quê, kết quả rất tốt, nhất là các bệnh ung thư gan, phổi, bào tử, siêu vi B, siêu vi C. Nó là loại trà giải độc, lọc máu số 1, không bệnh uống ngừa bệnh cũng rất hay. Cách chế biến như sau: lá đu đủ sắc tươi phơi khô, xả củ sắc mỏng phơi khô, cả hai thứ trộn lẫn, nếu như nấu nước chè, bỏ vào nhai để nguội uống suốt ngày. Tỷ lệ khoảng 9 phần đu đủ và chỉ cần khoảng 1 phần 10 xả để làm mùi nước thơm, dễ uống và nó dẫn chất thuốc rất nhanh. Thời gian đầu khoảng 2 tuần, khi mới uống thì phân và tiểu thải ra có mùi hôi thối nồng nặc. Đó là chất độc đã được trục ra khỏi máu. Nhìn cách anh Phùng Văn Bộ trình bày, cách anh nói cười diễn đạt, tôi không tin vào mắt mình rằng đây là một người trước đây hơn một năm. Tôi bắt bàn tay lạnh giá của anh với ý nghĩ là lần vĩnh biệt. Cách đây mấy ngày, tôi vừa nhận được tin bạn tôi Lê Thiệp ở Mỹ cũng đang đi vào kiếp nạn ung thư giai đoạn cuối. Trong phát biểu trước thân hữu tại lễ kỷ niệm 10 năm tủ sách tiếng quê hương, bạn ấy cho biết thi sĩ Yên Thao nhờ uống trà lá đu đủ mà thoát tế bào ung thư. Thế thì món thuốc đơn giản này không phải là khám phá mới. Nhưng theo anh Phùng Văn Bộ, khó nhất và cần nhất là kiên trì. Kiên trì uống, đơn giản chỉ có vậy. Tôi mong bạn tôi Lê Thiệp, Nguyễn Khắc Nhược cũng được như anh Phùng Văn Bộ, 81 tuổi, nói cười ha hả, khoe với tôi và anh Diệp. Tôi nói các bạn chia vui, khoảng ung thư thì nay đã qua khỏi rồi, mà khoảng sức sống thì nay mình đã hơn 80, mà lạ quá, mình cũng còn rạo rực lắm lắm mấy bạn ạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên.
hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.